Sáng nay, Hội nghị Thành ủy Đà Nẵng lần thứ 6 đã khai mạc dưới sự chủ trì của Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh. Trong bối cảnh tiếp tục chịu tác động nặng nề của đại dịch COVID-19, thành phố Đà Nẵng đã phát huy truyền thống đoàn kết, bản lĩnh, tập trung huy động tối đa các nguồn lực với nhiều cách làm sáng tạo, quyết liệt, linh hoạt. Nhờ đó đã kiểm soát được dịch bệnh, ổn định tình hình, đảm bảo an sinh xã hội, làm cơ sở quan trọng để sớm khôi phục và tăng trưởng kinh tế. Công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được chú trọng, nhất là đẩy mạnh việc quán triệt nghiên cứu, học tập, tuyên truyền và cụ thể hóa, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 13 của đảng. Nghị quyết đại hội lần thứ 22 đảng bộ thành phố được Trung ương đánh giá cao. Việc tổ chức thí điểm mô hình chính quyền đô thị đạt được một số kết quả bước đầu. Trong điều kiện khó khăn, nhưng tổng sản phẩm xã hội toàn thành phố vẫn tăng 0,18% so với năm ngoái. Hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu tăng trưởng khá, nhất là lĩnh vực xuất khẩu phần mềm. Thu hút đầu tư có nhiều tín hiệu khả quan. Thu ngân sách đạt trên 97% dự toán và phấn đấu đến cuối năm đạt 100% kế hoạch. Hội nghị lần này, Thành ủy đã thống nhất lựa chọn chủ đề năm 2022 là năm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng khẳng định, những kết quả đạt được trong năm qua chính là sự quyết tâm, nỗ lực, đoàn kết của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân thành phố. Đồng thời nhấn mạnh năm 2022 là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng, tạo nền tảng thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 22 đảng bộ thành phố và các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm của giai đoạn 2021-2025. Đây cũng là thời điểm đánh dấu chặng đường 25 năm xây dựng và phát triển từ khi thành phố trở thành đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương. Chính vì vậy, đảng bộ thành phố cần tiếp tục chung sức, chung lòng, nỗ lực cùng nhau vượt qua khó khăn, thử thách, phấn đấu kiểm soát tốt dịch bệnh, tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022. Trong đó, phòng chống dịch COVID-19 được xác định là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài và đặc biệt quan trọng. Với cái tình hình mới hiện nay, thì các cái biện pháp của chúng ta trong thời gian tới đòi hỏi phải có cái sự thay đổi và đặt ra cho chúng ta rất nhiều các cái khó khăn, thách thức. Đó là cái yêu cầu chúng ta vừa phải kiểm soát được dịch bệnh nhưng vừa phải đảm bảo được cái hoạt động phát triển kinh tế xã hội. Đây là một cái điều kiện hết sức khó khăn. Cái việc mà chúng ta tăng các cái ca nhiễm trong thời gian gần đây cũng là một cái thách thức mà chúng ta đang đặt ra. Chưa kể cái việc mà có khả năng xâm nhập của cái biến thể mới. Bí thư Thành ủy đề nghị các cơ quan đơn vị cần tiếp tục chú trọng quán triệt, cụ thể hóa các nghị quyết của đảng, xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, tăng cường đối thoại tiếp dân, lắng nghe và giải quyết kịp thời các bức xúc trong nhân dân, nâng cao chất lượng công tác giám sát và phản biện xã hội, nhất là trong điều kiện triển khai mô hình chính quyền đô thị. Về lãnh đạo khôi phục tăng trưởng kinh tế, Bí thư Thành ủy yêu cầu các đơn vị địa phương tích cực phối hợp với các bộ ngành, kiến nghị Trung ương sớm có các cơ chế, chính sách, tạo động lực cho Đà Nẵng phát triển, lựa chọn các công trình dự án động lực trọng điểm, quy mô lớn để tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh các trình tự thủ tục, xác định rõ lộ trình thực hiện đưa vào sử dụng. Cần sớm đưa vào sử dụng một số công trình dự án trọng điểm như công viên APEC, nút giao thông Trần Thị Lý, nhà máy nước Hòa Liên và một số các tuyến đường như đường DH2 và phải quyết tâm trong năm 2022 phải đưa vào sử dụng được cái tuyến đường vành đai phía Tây. Phấn đấu khởi công một số công trình dự án trọng điểm đã được Ban Thường vụ Thành ủy xác định, đó là dự án đầu tư xây dựng bến cảng Liên Chiểu, khu du lịch nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí tổng hợp Làng Vân, dự án không gian sáng tạo tại Hòa Xuân, khu tổ hợp công trình phục vụ lễ hội pháo hoa quốc tế, vân vân. Thì đây là những cái công trình dự án trọng điểm mà Ban Thường vụ xác định phải được khởi công trong năm 2022. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị các địa phương đơn vị tiếp tục quan tâm lĩnh vực văn hóa xã hội, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 25 năm thành phố Đà Nẵng trở thành đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương. Chú trọng đảm bảo an sinh xã hội từ nay đến Tết Nguyên Đán, cần tập trung chăm lo đời sống nhân dân, nhất là gia đình chính sách, hộ nghèo, gia đình khó khăn, tăng cường đảm bảo quốc phòng an ninh trật tự gắn với thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của thành phố, nhất là về quản lý chặt chẽ xuất nhập cảnh, quản lý lưu trú và hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn.